là phải cao và mặc phong cách đôi chị. Bò mà nguyên con, người ta mới gọi là con. Bò bò mà phơi khô, người ta mới kêu là khô bò. Học quá ngu thế người ta mới kêu là ngu như bò. Thế nhưng tại sao người ta vẫn uống sữa bò? Điều anh mít nó rơi vào đầu anh. Nhìn về Giang Sơn, chí khí nam nhi không hổ danh trong thiên hạ, nên tôi quyết lòng mình phải ngang tàng hơn. Xuất thân là một thằng nhóc làm thương gia, chịu nhiều khổ cực biết đời. Hey.
hiện tiền giả công an bắt vô duyên à. Rồi lời giải thích đưa ra hai kết quả chẳng khác gì nhau, bạn đã kết chuyện hoa còn kẻ thù nông trên đầu. Để khi về nhà ta sẽ đến yêu thương thật lâu, nếu như sau này hai chúng ta có ra sao, anh sẽ nói cho em nghe tại vì sao.